Lên được không? Con phải hạ xuống cho em lên ngồi trước. Rồi con đè xuống cho em lên ngồi trước. Các chân lên. Vậy rồi sao? Vậy là em Long phải ra đằng sau ngồi nó mới cân bằng được. Đau quá à? Đau hả? Ê, nhẹ nhẹ thôi. Bà thả xuống em mới xuống được chứ. Thả xuống cho em bước ra trước, cho em bước ra trước. Bây giờ ba mình qua nè. Chưa nha, em chưa sẵn sàng nha. Nó bật nó gạt em té à. Ô, nặng quá. Ây da, đá phải vào quá. Rồi. Đau quá. Rồi là sao? Sao? Cái này đâu có đồng cân đâu. Nào tài vào quá. Rồi con dĩnh em đi ra đi con dĩnh em đi ra. Không. Nó quay vừa kìa Long. Chiếc ghế nó đã vừa.